Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người về hai cái mẫu xe hoạt đa năng nhất trên thị trường Việt Nam chúng ta. Đây là hai cái mẫu mà mới nhất luôn năm 2022, mẫu 12 mỏ inox và 14 mỏ inox. Thì đầu tiên thì em sẽ đi về cái chiếc máy xe hoạt một chức năng 12 mỏ inox. Thì đối với chiếc máy xe hoạt 12 mỏ inox này thì nó có thể điều chỉnh được rất nhiều các khoảng cách, từ khoảng cách sơ khai là 15 cm 12 mỏ, và nó sẽ lên được cái khoảng cách như 17, 19, 23, 25, 30, 45 để phù hợp với các hạt giống chúng ta, cái khoảng cách chúng ta cần nhất. Khi mà quý vị mà khó điều chỉnh quá thì có thể alo cho bên em, thì bên em sẽ điều chỉnh ngon nghệ hết cho quý vị trước khi gửi hàng. Thì đối với máy gieo hạt 12 mỏ inox này thì cái chiều sâu của cái mỏ sẽ rơi khoảng 8 cm, và khi chúng ta bỏ cái ốp bảo vệ mỏ, bảo vệ lò xo kia thì nó có thể lên tới 9 cm, cũng khá là sâu để trầm nhớ tốt. Thì nó sẽ có cái 4 túi chia khoảng cách, 4 túi này chúng ta sẽ điều chỉnh các khoảng cách chúng ta cần mong muốn, và nó sẽ gồm các 7 các bộ chia hạt này. Đó, nó sẽ có các lỗ nhỏ dần, còn lớn. Đây là hai cái mẫu lớn này, chúng ta trồng đậu. Đây là các loại đậu, đậu đỏ, nó khá là dài và to. Và cái bầu đựng hạt của chiếc máy gieo hạt một chức năng này nó cũng khá là lớn, nó rơi vào khoảng 4 cho tới 5 kg hạt, nên mà cái quãng đường chúng ta di chuyển cũng như là tra hạt nó cũng khá là nhiều, khá là dài. Khi chúng ta đẩy đều tay thì cái năng suất nó cũng khá là ổn, rơi vào khoảng 1.000 m² một giờ. Đây là máy gieo hạt một chức năng. Còn khi mà quý vị ngại tra phân, ngại vất vả hơn, thì quý vị hãy sang cái mẫu 14 mỏ kia, là mẫu gieo hạt vừa tra hạt vừa bỏ phân, để giúp chúng ta đỡ phải tra phân đợt sau và bỏ lót ngay ban đầu. Thì đối với máy này nó là 14 mỏ, 7 mỏ tra hạt, 7 mỏ tra phân. Cái mỏ ngắn sẽ là mỏ tra hạt, mỏ dài mỏ tra phân. Thì cái máy gieo hạt hai chức năng, cái mỏ sẽ ngắn hơn gieo hạt một chức năng. Đấy ạ. Cái mỏ ngắn này sẽ là cái mỏ tra hạt này, đấy, mỏ dài sẽ mỏ tra phân này. Có hai bầu thôi. Đấy. Bầu này sẽ là bầu đựng hạt, cái bầu cao và cháo này, trắng này sẽ bầu đựng phân. Tổng thể của máy này sẽ như vậy thôi. Nó khá là nhỏ gọn. Nó với cái chiếc máy này nó chỉ nặng khoảng hơn 10 kg thôi. Cực kỳ dễ lắp đặt và sử dụng. Và các điều chỉnh phân của nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Nó sẽ có cái lẫy đỏ ở các bộ chia bộ mỏ. Có cái lẫy đỏ này, các bộ mỏ. Mỗi bộ mỏ sẽ có một cái lẫy này để chúng ta điều chỉnh lượng phân ra nhiều hay ít. Từ số 0 cho tới số 4. Số 0 là không có phân, số 1, số 2, số 3, số 4. Và riêng cái máy gieo hạt một chức năng này nó chỉ có một cái khoảng cách cố định, đó là khoảng cách 2-3 cm. Quý vị lưu ý một điều như vậy cho em. Thì hiện nay giá của hai cái chiếc máy này nó cũng khá là vừa phải nhé. Máy gieo hạt một chức năng sẽ có giá là 2,5 triệu, máy gieo hạt hai chức năng sẽ có giá là 3 triệu. Mọi thông tin